Xin mời mọi người cùng đứng, chúng ta bắt đầu giờ kinh nguyện. Xin Đức Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này
và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ hai thì ngắm, Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn, ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà,
bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, bà Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta bước vào Chúa Nhật thứ nhất mùa chay. Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta hãy trở về chính con người của mình
để nhận ra những lỗi lầm, những thiếu sót, đặc biệt những cám dỗ của cuộc sống này luôn thu hút chúng ta. Xin cho chúng ta biết đặt tự nương vào chính Chúa và đồng thời chính sức mạnh của Ngài để giúp cho chúng ta vượt thắng được mọi cám dỗ của trần gian này. Và qua đó, khi chúng ta nương tựa, cậy nhờ và đồng thời bước theo đường lối của Chúa, chúng ta mới có thể được ơn cứu độ. Để cho tất cả những ý nguyện chúng ta dâng lên Thiên Chúa xứng đáng được Ngài chấp nhận, giờ đây chúng ta thành tâm thống hối những lỗi lầm để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta tới sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, hằng năm Chúa ban cho chúng con 40 ngày chay thánh để tôi luyện hồn xác chúng con. Xin giúp chúng con sống những ngày khắc khổ ấy để học biết Đức Kitô và dõi theo gương Người, hầu xứng đáng hưởng ơn cứu độ Người ban. Người là Thiên Chúa hằng sông và hiên trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách sáng thế. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy từ bụi đất, nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi và làm con người trở nên một sinh vật. Rồi Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen về phía đông và đặt vào đó con người do chính mình nặn ra. Đức Chúa là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ mọi thứ cây, trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn và cây cho biết điều thiện điều ác. Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng mà Đức Chúa là Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với người đàn bà: có thật Thiên Chúa bảo, các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không? Người đàn bà nói với con rắn: trái các cây trong vườn thì chúng tôi được ăn, còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo, các ngươi không được ăn, không được động tới. Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện, điều ác. Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình.
ông cũng ăn. Bấy giờ mắt hai người mở ra và họ thấy mình trần truồng, họ mới kết lá vả làm khố che thân. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, xin dụ lòng xót thương vì chúng con đắc tội với Ngài. Lạy Chúa, xin dụ lòng xót thương vì chúng con đắc tội với Ngài. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hãi hà, xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. Với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài. Lạy Chúa, xin dù lòng xót thương vì chúng con đắc tội. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. Xin đừng nỡ đuổi con, không cho gần nhàn thanh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài. Lạy Chúa, xin dù lòng xót thương vì chúng con đắc tội với Ngài. Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con. Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. Lạy Chúa, xin dù lòng xót thương vì chúng con đắc tội với Ngài.
Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, vì một người duy nhất mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian và tội lỗi gây nên sự chết. Như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội. Trước khi có lề luật, đã có tội lỗi ở trần gian. Nhưng nếu không có luật, thì tội không bị kể là tội. Thế mà, từ thời Adam đến thời Mô-xê, sự chết đã thống trị cả những người đã không phạm tội bất tuân lệnh Thiên Chúa như Adam đã phạm. Adam là hình ảnh đấng sẽ tới. Nhưng sự sa ngã của Adam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người. Ơn Thiên Chúa ban cũng khác với hậu quả do một người phạm tội đã gây ra. Quả thế, vì một người duy nhất phạm tội, con người đã bị xét xử để phải mang án. Còn sau nhiều lần sa ngã, thì lại được Thiên Chúa ban ơn cho trở nên công chính. Nếu chỉ vì một người duy nhất sa ngã mà sự chết đã thống trị, thì điều Thiên Chúa làm qua một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô lại còn lớn lao hơn biết mấy. Quả vậy, những ai được Thiên Chúa ban ơn sủng dồi dào và cho trở nên công chính thì sẽ được sống và được thống trị. Tóm lại, cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống. Thật vậy, cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính. Đó là lời Chúa. Cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Sau khi chịu phép rửa, Đức Giêsu được thần khí dẫn vào hoang địa để chịu quỷ cám dỗ. Người ăn chay ròng rã 40 đêm ngày và sau đó người thấy đói. Bấy giờ tên cám dỗ đến gần người và nói: Nếu ông là con Thiên Chúa thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi. Nhưng người đáp: Đã có lời chép rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Sau đó quỷ đem người đến thành thánh và đặt người trên nóc đền thờ, rồi nói với người: Nếu ông là con Thiên Chúa thì gieo mình xuống đi, vì đã có lời chép rằng Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Đức Giêsu đáp: Nhưng cũng đã có lời chép rằng ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Quỷ lại đem người lên một ngọn núi rất cao và chỉ cho người thấy tất cả các nước thế gian và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng:
tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó nếu ông sấp mình bái lạy tôi. Đức Giêsu liền nói: Satan kia, xéo đi, vì đã có lời chép rằng: ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi và phải thờ phượng một mình người mà thôi. Thế rồi quỷ bỏ người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, trình thuật tin mừng chúng ta vừa nghe nói về ba cơn cám dỗ mà Satan cám dỗ Đức Giêsu, và trong một khung cảnh mà ở đó không ai muốn cả. Đi vào trong hoang địa và ở đó một thời gian lâu hay là dài. Và con không nói đến những con số biểu trưng trong Kinh Thánh, nhưng chỉ cho chúng ta thấy là một thời gian Đức Giêsu trải qua một sự thinh lặng. Thinh lặng để làm gì? Thinh lặng để đọc ra được thánh ý Thiên Chúa và sứ vụ mà Ngài sẽ phải thực hiện. Bên cạnh đó, sau thời gian gọi là ở trong sa mạc như vậy, Đức Giêsu cảm thấy đói. Chúng ta để ý một yếu tố. Thứ nhất, đói. Khi người ta đói hay là thèm muốn hay là khao khát, trong ý nghĩa Kinh Thánh bài tin mừng chúng ta vừa nghe đều như nhau. Khi người ta thấy đói, người ta khao khát, thèm muốn, ước mong, hy vọng một điều gì đó, thì người ta cố gắng để có thể đạt được điều đó. Và chính trong những lúc này, gọi là giây phút mà căng thẳng đấy, Satan xuất hiện để cám dỗ Đức Giêsu, để có thể gọi là chu cấp hay là cho Đức Giêsu những điều mà Ngài đang đói hay là ước mong hay là thèm khát. Và đó cũng chính là những điều mà Satan thường xuất hiện trong cuộc đời của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Hình ảnh bài đọc thứ nhất nói cho chúng ta thấy con rắn xưa chính là hình ảnh của Satan. Và cũng chính con rắn xưa đã cám dỗ nguyên tổ thế nào thì nó sẽ không loại trừ bất kỳ một ai thuộc dòng dõi của con người. Và như thế chúng ta không nằm ngoài sự cám dỗ ấy. Chúng ta để ý một chi tiết kế tiếp trong bài đọc thứ nhất. Khi con rắn nói với Eva, trái cây ở giữa vườn là một thứ giúp cho hai ông bà có thể mở mắt ra và nhìn thấy hay biết được điều tốt, điều xấu, điều thiện, điều ác. Và nếu chúng ta nhìn sâu hơn trong ngữ nghĩa của Kinh Thánh chỗ này, chúng ta sẽ thấy chỉ duy nhất một mình Thiên Chúa, Ngài là chủ thời gian và không gian, và Ngài biết tất cả những gì là xấu, là tốt. Và chúng ta thấy quay ngược trở lại một chút nữa trong chương thứ nhất và chương thứ hai, khi Ngài tạo dựng vũ trụ, trong đó có con người, Ngài luôn luôn làm những điều tốt chứ không phải điều xấu. Và Ngài loại trừ những cái gì gọi là xấu ra khỏi thế giới hiện hữu ấy. Nhưng con người không chấp nhận, và với lời cám dỗ của con rắn, con người đã bước theo lời cám dỗ ấy. Một chi tiết nữa chúng ta để ý, sau lời cám dỗ của con rắn, Eva thấy rằng điều nó nói thật là hợp lý, và trái cây bị cấm ấy là một thứ đẹp, đẹp mắt, ăn thì ngon, và đấy là cám dỗ vô cùng hấp dẫn. Và cuối cùng Eva đã hái trái cây. Thưa cộng đoàn, lặp lại những hình ảnh này và một số chi tiết trong Kinh Thánh để nói gì với chúng ta ngày hôm nay? Ba cơn cám dỗ theo các nhà gọi là luân lý của giáo hội thì cho chúng ta thấy
một cách nôm na là hình ảnh hay là nguồn gốc của bảy mối tội đầu. Chúng ta đọc kinh bảy mối tội đầu, chúng ta biết nó là cái gì. Và điều này nhắc nhở chúng ta rằng không loại trừ bất kỳ một ai, dù có thể chúng ta tỉnh thức lắm nhưng cũng dễ rơi vào cạm bẫy của Satan. Hình ảnh cho chúng ta thấy ở cơn cám dỗ thứ nhất, khi Đức Giêsu đói là một lúc hay thời điểm mà người ta dễ để tìm kiếm cái gì để thỏa lấp cái bụng, đó là thân xác. Hình ảnh cụ thể thân xác. Và điều này nó diễn tả như thế nào trong đời sống của chúng ta? Việc lao động kiếm tiền để chu cấp cho cuộc sống là điều đúng, nhưng chúng ta đặt điều đó lên trên tất cả lại là sai. Điều này thực tế xảy ra rất nhiều người lấy lý do bởi vì con phải đi làm, con phải kiếm tiền, con phải lo cho gia đình, cho nên chuyện lễ lạy cầu nguyện đọc kinh bỏ. Quý ông bà anh chị em thử xét lại đi, xem mình có ít nhất một lần lấy lý do đó để biện minh cho việc không chu toàn bổn phận của người con cái đối với Thiên Chúa không? Con tin trong đời sống con người, đặc biệt đời sống người Kitô hữu, không dưới một lần chúng ta viện lý do ấy để có thể bào chữa cho việc không chu toàn bổn phận của chúng ta với Thiên Chúa. Và Ngài cảnh báo rằng nếu chúng ta đặt tất cả thuộc về con người của mình, tức là thể xác đó, mà chúng ta không chăm chú hay để ý đến phần linh hồn, thì dù có no thỏa cái bụng cỡ nào đi chăng nữa thì chẳng có ích gì, bởi vì thân xác ấy đến một ngày nào đó nằm xuống. Nhưng chúng ta phải trả lẽ phần hồn trước mặt Thiên Chúa. Điều thứ hai trong cơn cám dỗ mà Đức Giêsu phải đối diện, quỷ hay là Satan đưa Ngài lên trên nóc đền thờ và yêu cầu Đức Giêsu nhảy xuống. Một sự thách thức về quyền năng của Thiên Chúa. Và trong đời sống của chúng ta ngày hôm nay, rất nhiều khi chúng ta cũng thách thức Thiên Chúa kiểu như vậy. Tại sao xin cho con điều này, xin cho con điều kia, tại sao Chúa không ban cho con, tại sao Chúa quên con, tại sao Chúa bỏ rơi con, vân vân. Chưa kể là chính vì những điều mà chúng ta gọi là bất mãn với giáo hội, chúng ta tự đánh mất chính mình. Một sự thử thách rất rõ ràng trong đời sống đức tin của người Kitô hữu, cách riêng của những người không tin tưởng vào Thiên Chúa. Con nhắc lại bài đọc thứ nhất chúng ta nghe trích trong sách Sáng Thế, và nên nhớ rằng trái cấm ở giữa vườn ấy là biểu tượng để cho biết rằng, thứ nhất, con người có phục quyền Thiên Chúa hay không. Thứ hai, chỉ có Thiên Chúa đấng duy nhất biết tất cả mọi sự và thấu suốt mọi sự. Con người đừng đặt mình vào vị trí của Thiên Chúa để rồi coi thường tất cả, coi thường người xung quanh, coi thường những người gọi là mình cho là thấp kém hơn mình, hoặc là tự đặt mình lên trên tất cả người khác, mình giỏi hơn, khôn hơn, tài năng hơn, vân vân. Thử thách Đức Chúa trong sự khôn ngoan của Ngài quả là một thứ ngu xuẩn, nói theo lời Thánh Phaolô. Và bài cơn cám dỗ thứ ba cho chúng ta thấy gì? Vinh hoa, phú quý, lợi lộc, quyền lực của trần gian. Và điều kiện để chúng ta có được thứ đó là gì? Bái lạy Satan.
Điều này chúng ta có suy nghĩ gì trong đời sống của mình không? Trong ngày đầu năm, con có hỏi một câu hỏi gọi là thông thường theo văn hóa của người Á Đông nói chung, cách riêng người Việt Nam, con không dám nói những quốc gia khác. Nhiều người đi coi bói, biết ở đây có ai dám tự nhận mình đã từng không? Điều thứ nhất. Điều thứ hai, những điều mà chúng ta tìm kiếm ở trần gian này phải chăng chỉ là vinh hoa, phú quý, lợi lộc, quyền lực, hay nói cách khác là những thứ tiền tài danh vọng? Và khi chúng ta đặt những thứ đó lên trên tất cả, chúng ta đang bái lạy nó và thờ nó. Và như vậy, Thiên Chúa sẽ không có chỗ đứng trong cuộc đời. Và như thế, tức là một lần nữa chúng ta đang lập lại hình ảnh của Adam Eva khi chúng ta nghe theo lời dụ dỗ của Satan. Và chính đó là hậu quả mà cho đến ngày nay và cho đến mãi muôn đời, tức là cho đến ngày cánh chung, những người thuộc dòng dõi của con người đầu tiên vẫn phải chịu hậu quả của nguyên tổ, đó là cái chết. Và Đức Kitô Ngài đã đến để giải thoát con người khỏi cái chết muôn đời mà Adam Eva đã thiết lập. Ngài đã vượt qua cái chết ấy để bước vào cõi sống. Và những ai tin tưởng và đồng thời bước theo đường lối của Ngài, người đó mới có được sự sống. Xin cho người Kitô hữu chúng ta, những ai tin vào Đức Kitô và lắng nghe cũng như thực thi những lời mà Đức Kitô truyền dạy, những người đó hy vọng, và trong niềm hy vọng của toàn thể giáo hội, con đường đó là con đường dẫn đến sự sống, bởi vì Ngài chính là đường, là sự thật và là sự sống, và ai tin vào Ngài sẽ không phải chết muôn đời. Và nếu như chúng ta giữ được điều này trong suốt hành trình trần gian của cuộc đời chúng ta, ắt hẳn chúng ta sẽ được Thiên Chúa cứu độ. Xin cho chúng ta ý thức được điều này, và chắc chắn không phải chỉ trong thời gian của mùa chay, nhưng trong suốt cuộc đời của mỗi người, để giúp cho chúng ta có thể hoàn thành con đường dẫn đến sự sống mà Đức Kitô đã đến trao ban và thiết lập cho con người. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa. Thank you.
Anh chị em thân mến, đời sống, sống đời Kitô hữu là bước vào một cuộc chiến đấu thiêng liêng chọn lựa giữa Thiên Chúa và trần gian, cho đến lúc chúng ta hoàn toàn quy phục Chúa. Nhờ gương mẫu và ân sủng của Đức Kitô, chúng ta xin vâng theo thánh ý Chúa. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con. Xin cho các linh mục ngồi tòa giải tội biết diễn tả lòng nhân hậu và xót thương của Chúa, giúp hối nhân nhận được ơn an ủi, sức mạnh hoán cải và sự bình an. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Sự sa ngã của Adam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Xin cho các tín hữu đang bị bóng đêm của tội lỗi làm lu mờ đức tin, được ơn trở lại và xác tín mạnh mẽ vào ơn sủng của Thiên Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Xin cho những ai đang mải mê chạy theo danh vọng, tiền tài lạc thú trần gian, được Chúa Thánh Thần soi sáng để nhận biết Chúa chính là nguồn cội, cùng đích và là chủ cuộc đời mình. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Xin cho cộng đoàn chúng ta biết năng lắng nghe và sống theo lời Chúa, để được Chúa dẫn dắt trong chân lý và tình yêu, hầu nhận được bình an hôm nay và hạnh phúc mai sau. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Giờ đây, với ít giây thinh lặng, chúng ta dâng lên Chúa những lời nguyện thầm kín của mọi cá nhân, gia đình và giáo xứ. Đặc biệt xin Chúa ban ơn và nâng đỡ đức tin cho mọi chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, có những lần chúng con đã chọn lựa sai lầm và phạm tội mất lòng Chúa. Xin Chúa thứ tha và ban ơn nâng đỡ, giúp chúng con trung thành làm theo ý Chúa và hân hoan bước đi trên con đường trọn lành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện đây, hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, hôm nay là Chúa Nhật đầu mùa chay thánh, chúng con dâng lên Chúa những lễ vật này. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và thương biên đổi trinh cuộc đời chúng con thành của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chi Thanh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Khi nhịn ăn 40 đêm ngày, Người đã nêu gương chay tịnh. Và khi pha vỡ mưu chưa của con rắn xưa, Người dạy chúng con thăng mọi cơn cam dỗ, để khi cử hành mầu nhiệm vượt qua với tâm hồn trong sạch, chúng con có thể tới dự lễ vượt qua muôn đời. Vì thế hiệp với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha mà tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Michael chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng. Trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức Người dạy chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha hãy hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
cứu giúp tôi, đưa tôi đi qua muôn ngàn nơi. Kiếm sống này đời tôi lắng lơ, ngước nhìn lên xin thương tôi từng bước đơn côi, nghe trong tim nghẹn ứ mà thôi. Chúa chính là Hãy subscribe.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã thương lấy bánh bởi trời nuôi dưỡng chúng con, làm cho đức tin thêm mạnh mẽ, đức cậy được vững vàng, đức mến hằng tha thiết. Xin dạy chúng con biết khao khát tìm kiếm Đức Kitô là bánh trường sinh đích thực và biết lấy lời Chúa làm lương thực hằng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Amen.